hiền mùi. Thạch Vũ đại ca, đã 3 năm rồi tiểu muội theo Vũ ca làm cướp biển, và cứ mỗi lần trời dòm trở cuối thu là Vũ ca dương thuyền lại dùng thạch xuyên phù, ngồi bơ vơ dưới nắng chiều với bầu râu để mơ về một cô gái tên Cát Mộng Thùy Dương. Như trọn đời chỉ có một người để nhớ thương, có những chiều lạnh mù sương, thuyền đôi dạng muôn phương. Tiểu muội nghe một nỗi u buồn như len nhẹ vào tâm hồn, và trong giấc ngủ chập chờn thấy bóng hình của Vũ ca. Đời một tướng cướp như ta, tưởng quen với kiếp sông hải hồ, nhưng ai đâu có ngờ vẫn quyến luyến bóng hình xưa. Nên lần này ta quyết định neo thuyền mãi ở bến Quỳnh Sa để chờ đợi gì hết Vũ ca. Ta chờ đợi cút xe qua. Nghĩa là nào? Nàng phải khoác áo Du Quy về làm vợ của tên Tô Ngã Giang Châu, nhưng ta nhất định phải cướp nàng lại cho ta vĩnh viễn. Tất cả hãy tránh đường. Kìa, Kiệu Hoa sắp tới, chúng ta chuẩn bị để rước cô dâu. Tất cả hãy tránh xa để Kiệu Hoa của phu nhân về Giang Đô thủ phủ. Dừng lại, để ta rước Kiệu Hoa thì bắt Hải Đảo Tuyết Băng. Ta kìa, Thành Vũ, tên có biển, nhà ngươi đừng vô lễ. Đừng nói nhiều, hãy đỡ. Chiến công của tên đô đốc là bị đánh rơi gươm, cắm cổ chạy dài và không dám quay đầu nhìn lại. Cát Mộng Thùy Dương, mời nàng bước xuống Kiệu Hoa cho kẻ si tình này được đón tiếp. Ơ kìa, Thùy Dương không có trong kiệu, nàng trốn thoát đâu rồi? Thành Vũ, ta nép mình với mỏm đá này đã lâu, vì ta muốn ở lại đây để chờ đợi một người mà ta đã hẹn trên bến Quỳnh Sa. Như buổi đầu tiên gặp gỡ làm cho ta trọn đời nhung nhớ, người ấy đến rồi lại đi như gió núi mây đà. Còn tên tướng cướp Thạch Vũ này đã trót yêu nàng trọn 3 năm. Tại sao nàng không chờ không đợi, mà đợi chờ vì một kẻ vô danh? Nhà ngươi hỏi sao thật là kỳ, vì ta yêu người ấy thông minh. Nhưng gã kia hắn có quyền lực gì? Đó là quyền lực của tình yêu. Thùy Dương ơi, ta trở thành tên cướp biển hung minh chém giết, chỉ vì ta đã bị cha nàng cử tuyệt, không cho ta đem tấm lòng yêu tha thiết để hiến dân nàng. Ta ra đi với niềm mà cay đắng ngỡ ngàng, cha nàng bảo ta là tên sợ chẳng có quyền quyền không sự nghiệp ở tương lai. Ta ra đi quyết tạo những ngày mai, lấy bạo lực để tung hoành trên biển cả. Giờ đây ta có cả một kho tàng vô giá, sinh hiến dân ai để hòa hiệp châu trần. Kìa, Tô Ngã Giang Châu dẫn quân rần rộ tới, tôi không muốn gặp hắn. Quanh muội, hãy đưa Thùy Dương xuống thuyền. À, tên tướng cướp Thạch Vũ đây rồi. Tô Ngã Giang Châu. Thạch Vũ ngươi hãy giao trả các mộng thì dương lại cho ta. Ta có thể tặng cho nhà ngươi nhiều vàng ngọc, ta có cả một kho tàng, và ta sẽ tặng cho ngươi để ngươi đừng hỏi đến người con gái đó nữa. Thôi hãy câm đi, tên Quốc Thiện hung hăng cờ dây, đừng đùa giỡn với hiệp nghi, không biết sống chết là chi. À, có lẽ người tưởng đây là đất của vương tộc, cho nên tự phụ kiêu căng dọa nạt cả thế nhân. Quân ta lốp lốp hàng hàng, thuyền ta đậu kinh bến Quỳnh Sa, và ta đây sẵn sàng chờ đợi ít đường thương. Hãy quay mặt về đại dương để ta từ trời cao biển rộng. Ta có sợ gì đâu, ngươi đừng quảng cáo cho thêm lâu quá. Đừng chém giết nhau chi cho tội ác chất chồng, quán thù không dứt được. Ô kìa, Áo Vũ Cơ Hàng, người bán nghèo lang bạc. Áo Vũ Cơ Hàng? Cái tên gì mà nghe nghèo nàng quá giả bên kia. Dạ tôi nghèo từ bỏ sơ sinh cho đến bây giờ thì sao? Thì nghèo hơn lúc nhỏ. Đã bao lần tôi giữ ở lại Diệu Ca mà anh cứ khăng khăng từ chối. Thôi dẹp chuyện bạn bè cứu cụ lại đi, hãy giải quyết chuyện của ta trước đã. Dạ cổ nhân đã dạy tớ hãy dây huynh đệ, xin hai người hãy bắt tay hòa thuận, chứ đừng có giận hờn đi nhau cho đau tình nghĩa. Phải sống thật hiền hòa cho tình thương vẹn vẹn. Ta chẳng có tình thương nên ta mới đi làm ăn cướp, mà đừng đem chuyện quan đường để khuyên thế này thế khác. Xin Áo Vũ đừng bận tâm, hãy tranh khỏi nơi này. Vì tên cướp biết hung tàn, nó không dung thứ ai đâu. Chuyện đó sẽ tính sao? Giờ đây xin hai người nên nghe lời, đừng tính chuyện hơn thua. Tránh đi, đó là cái khôn cuối cùng của tên gàn bướng. Nhưng tôi ở lại đây, đó là cái chạy của những kẻ cầm cướp. Vậy là người muốn chết kìa. Sao ông lại muốn giết tôi? Không ngờ nhà ngươi là một tay quân quán tuyệt. Quân sĩ, đối tượng cút trở lại. Giác nhau. Tôi xin anh đừng. Tôi phải làm vậy để buộc hắn giao trả vì hôn thê của tôi đã bị hắn bắt đem đi rồi. Phá, hôn thê của ông vẫn còn đây và tôi muốn đối trao. Diệp Thiếu Quanh, em đừng hành động nông buồn. Anh thà chết chớ quyết không trao đổi gì để mất nàng thì đời anh đâu có nghĩa gì. Anh đừng quá buồn si nè, ông hãy trường ta thật vuông ra đi. Nhưng hôn thê ta nạt chuyện ở đâu? Ta thể nào tin lời của nàng không? Từ xưa nay tôi chẳng nói hai lời. Được, ta bằng lòng điều kiện đôi nhau. Đưa nàng đó lên đây. Mở trói cho tên của biển. Đó, hôn thê của ông đó. Mời Vũ Ca bước xuống thuyền. Hiền thê, lại đang giới thiệu với bạn anh. Kìa, trời, đây là Cát Mộng Thùy Dương, hôn thê của tôi. Hôn thê của anh? Phải, có gì làm cho anh kinh ngạc? Không. Dạ, xin kính chào Tâu Tâu. Trời ơi. Kìa kìa, Hiền thê, có gì làm cho em hoảng hốt? Có lẽ tôi vừa trải qua một cơn ác mộng thương đau, làm cho ta vợ giấc khi mơ đầu. Từ này và mãi mãi về sau, lặng lẽ bóng y trắng sầu. Buồn nỗi buồn nào hơn một khi phương trời cô đơn. Xin gia Gỡ nhau đây và thẳng tỏ nỗi niềm tâm sự như vậy cũng đủ rồi. Nghĩa là anh bằng lòng dẫn em đi chung theo anh? Không, Giang Châu là bạn của tôi. Tôi không thể cướp đoạt cô dâu cho đau lòng bạn. Vậy kẻ này xin từ tả để ra đi, về một phương trời diệu duyên chôn cuộc đời của loài chim biển, mang tâm sự thương sầu trơ trọi quá trời cao. Nhìn nắng chiều xôn xao và từng lớp sông bủa giá vào, như từ xa nào vừa mang đến bao nhiêu nỗi bàng hoàng của một kẻ sách dời chân. Anh muốn rời xa em và bỏ lại đây trọn vẹn nỗi ưu vì tiếng trong tầng hồn đổ dập dồn để đuôi xót thương, để đuôi nói đừng hối hôn và trọn kiếp trọn đời mình đành vĩnh viễn chia phối. Xin lĩnh bà hãy quên đi câu chuyện cho hạnh phúc hôn nhân được vuông tròn, cho kẻ cô đơn yên dạ chốn phương trời. Hiền Thê, Áo Vũ Cơ Hàng, Giang Đô có biết em gái tôi vừa đến báo thông tin. Phương Đà em, dạ. Đây là hôn thê của anh và đây là Áo Vũ Cơ Hàng bạn anh. Áo Vũ Cơ Hàng? À, em nhớ ra rồi. Một khách lãng tử giang hồ ghé thăm anh vào mùa cây trúc lá. Ông thường đội chiếc nón rồng dành và hay mặc áo rất nhiều nơi, nhưng lúc thế nào cũng thấy thảnh thơi ngồi và uống rượu ngâm thơ suốt ngày. Ông không kể đến luật lệ của vương triều và quý tộc. Cảm ơn quận chúa đã nhớ rõ về tôi trong khi tôi chẳng có gì hơn người. Quận chúa chắc quá cảm tình nên mới nhớ về ông quá kỳ. Đúng vậy, đối với Áo Vũ Cơ Hàng, em gái tôi thường hay nhắc nhở. Mối cảm tình kia sẽ theo với thời gian âm thầm nảy nở, nhưng chỉ đáng tiếc là lòng tôi đây đã chán trường chuyện duyên nợ lứa đôi. Có lẽ ông đã trải qua một lần thất vọng vì yêu. Thôi, chúng ta hãy lên đường trở về Giang Đô cho kịp buổi chiều nay. để ngăn cản bọn tà giang cho dân chúng được bình an. Tiền thế hãy đi cùng ta, phần liễu mũi thấy cố mời nó được anh ao dù cơ hàng trở về Giang Thành. Nhưng tôi chỉ mong muốn đi một mình, tôi tiếp tục sống đời tôi. Nhưng giờ đây nước non đang cần anh, vừa giúp bạn vừa khói buồn cô độc. Vì có mặt quân đài ăn ủi người phong trần. Quân sĩ lên đường. Ôi tình yêu chớ trong lòng, lòng thương nhớ tình đầu đi vào coi chớ. Người ơi có nghe sâu. Hiền thê, công tử, đêm đã khuya sao công tử chưa ăn chứ? Cái chết của phụ thân ta như có gì ám muội, ta phải tìm những kẻ thuộc hạ để hiểu rõ căn nguyên. Còn Hiền thê, sao giờ này em vẫn chưa ăn nghỉ? Vì tôi nghe như trong lòng tôi có gì bức rứt. Có lẽ do cuối mùa đông thổi về lạnh buốt, khiến tôi chợt nhớ về bên nước Quỳnh Sa trong nhận tôi trăng mơ. Ngồi trên gục đá chiêu liêu để đợi, để chờ, chờ đợi mãi một loài chim điên từ bốn phương trời trở lại bến Quỳnh Sa. Nhưng giờ đây mộng ước côi pha, thời tuổi ngọc đi qua không trở lại, chỉ còn sót một niềm đau tê tái nhớ mãi thời thơ dài với mộng ngày xanh. Vậy mà làm cho ta lo sợ, ngỡ rằng em đã yêu ai khác hơn anh. Bẩm công tử, sứ quân Dục Cửu Xuyên nổi loạn, kẻ quân xâm chiếm Cẩm Hạ Thành, quan trấn thủ cho người về xin quân cứu viện. Được, cho dời áo Vũ Cơ Hàng và sắp đặt quân binh để ta xuất động xin tuân lệnh. Kìa, áo Vũ Cơ Hàng. Dạ, tôi đây. Lát nữa đây, tôi cầm quân ra biên ải, nhờ anh ở lại Giang Thành bảo vệ cho Thùy Dương. Và đây là Vương Định. Khoan, công tử đã bắt cả công khi giải quyết kế định một liều chọn kẻ buồn sai cấp dân binh quyền. Người chỉ tạm thay ta khi ta xuống trận, chưa đâu phải là chuyện dính viên. Từ đây hắn là kẻ sai lại là người xa lạ, Vương Định chỉ dành cho kẻ hiểu công đằng. Đây là lệnh ban tuyên của một vị sứ quân. Ông ơi, bảo vệ phu nhân, đại sứ quân trở về đây cử hành hôn lễ. Đó là việc khiến cho tôi vô cùng khổ sở, chứ vinh dự chi đâu mà ông hùng hổ tranh giang. Tôi chỉ thích phiêu lưu ở cuối bể ghen gành, nhìn ta quá vẻ tranh dân cầu, rượu đôi bầu uống càng để mà say. Ai công hầu khanh tứ cõi trần ai, mặc thế sự ta cứ tình sai sai tình. Nay thì bạn phải nhận anh Vương Định bảo vệ Thùy Dương và đợi xem hôn lễ của nàng. Đây Vương Định, và xin anh khoác áo này để lưu kỷ niệm hai đứa mình từ thuở quen nhau. Xin anh hãy nhận cho tôi yên lòng rời nơi đây, cuộc đời tôi đã quen xong cạnh Cơ Hàng. Áo màu cao sang chỉ làm vương bần tâm, Cò Nghiền Thê và xin tạm biệt. Áo Vũ Cơ Hàm, kìa quận chúa, hình như ông có chuyện buồn thì phải. Dạ không, tôi có buồn gì đâu. Ông đến đây rồi, bao giờ ông lại ra đi? Đáng lẽ ngày nay tôi phải ra đi, nhưng vì đó cưới anh Giang Châu nên đành phải ở lại. Cứ mỗi lần ông đến rồi đi, lòng tôi như vương vấn những gì không rõ ràng. Đời của tôi trót mang nặng cái giang hồ phiêu bạt, hết mùa xuân rồi lại đến mùa xuân. Tôi đi đi mãi và thấy mình như lạc lòng. Nếu cuộc đời của ông là gió là mây, là một thứ chim trời chưa mồi canh, thì cuộc đời tôi cũng như một thứ hoa thèm ánh nắng đợi chúa xuân sưởi ấm nhụy qua vàng. Chỉ sợ cho qua lại sớm phai tàn, tôi mơ ước một mùa xuân có hoa đào chút ngọt, có pháo hồng nhuộm đỏ bước chân đi. Sao ông vẫn thờ ơ như chẳng thấy biết điều chi? Để chú hai chúng ta cứ mỗi người một ngả. Ông đôi với tôi hững hờ như xa lạ, khi tôi nặng lòng trỗi nhớ quận chúa ơi. Trời sinh tôi ra là đã tạo cho tôi một cái khổ, nhận ma tình cảm của người chung quanh là cái khổ thứ hai. Tôi không biết phải làm sao bây giờ, vì cuộc đời tôi không đáng là gì cả. Chính vì vậy mà em đã yêu anh, em yêu sự liều lĩnh bất cần, em yêu anh ở một cái gì khác biệt. Em chỉ cầu mong có một ngày nào anh tha thiết nói là anh đã biết quý yêu em. Em muốn được gục trong vòng tay anh ôm ấp, ru hồn mình trong hạnh phúc say sưa. Anh ơi, cho cuộc sống vàng son này có nghĩa gì đâu, khi mình mong đợi mùa xuân chưa thấy đến. Cho hờ hững với người thật tâm yêu mến, cho kẻ cô đơn chết trong niềm mà quốc kỳ hồng thương rồi. Quận chúa ơi, mỗi người đều có một định phận riêng biệt, nhưng có lẽ ai ai cũng có một lần gian dở vì yêu. Nghĩa là anh, tôi với nàng tâm sự giống như nhau. Tôi cũng có lần gian dở tình yêu, người ấy đã ra đi, đã quên những lời ước hẹn vui sơ giao, và anh vẫn khổ đau. Mặc dẫu người tháng tan bụi, nhưng anh vẫn nhớ thương người nên không tha thiết với đời. Tôi muốn quên nhưng không thể nào quên, nên đành nuốt hận và hô tim. Người ấy đã quên mà anh vẫn chung tình, để tự đài đọa tim mình. Cứ nhớ thương người phản bội, hững hờ với kẻ thành tâm. Quận chúa muốn nói ai là người phản bội? Dạ, đó là lời của anh Áo Vũ Cơ Hàm khi nhắc đến người yêu đã ôm cầm sang thuyền khác. Ông đã nói gì? Xin nói lại tôi nghe với. Còn nói gì thêm nữa, khi mọi việc đã qua. Ông ấy nguyền rủa người ta đã phản bội, quên bỏ tình xưa nghĩa cũ để chạy theo sự quyến rũ của cuộc sống cao sang, để cho ông phải mang mối ân lòng cho người sầu nhớ mong khi chuyện tình dở dang. buổi ban đầu, nhớ chi cho sầu lại chất sầu. Trọn một đời phải dương mang. Hai người nói chuyện xa xôi, khiến tôi không rõ đuôi đầu. Nghe qua như thế hai người đã có một thời yêu nhau. Dạ không, tôi với phụ nhân nào đâu có quen biết bao giờ, chẳng qua lời nói vô tình. Xin quân nương đừng bận tâm. Được rồi, chờ đại quân trở về tôi sẽ nói lại cho người được biết. Chào hai người. Áo Vũ Cơ Hàng, cô bé đó có vẻ yêu anh lắm, nhưng chắc lòng anh vẫn còn tha thiết yêu em. Như em không bao giờ quên bến nước Quỳnh Sao. Nhận tôi đang khuya trải dài trên bên móc. Thôi, phu nhân còn nhắc làm chi nữa. Nhắc để nhớ rồi cũng sẽ quên. Và bằng cớ là hôn lễ sắp cử hành giữa bà với Giang Châu công tử. Đó là võ lệnh của phụ thân và định mệnh xô ta vào nghịch canh. Bà ơi, nếu định mệnh khắc khe tạo ra cho đời nhiều ngang trái, thì định mệnh cũng là hai tiếng nói nơi đầu môi, chót lưỡi của kẻ đóng vai trò phán bội vong tình. Ôm cô đơn tôi thầm thương cho số phận riêng mình, chớ tôi nào dám trách hờn ai, bội bạc cũng không dám đua đòi mơ ước một tình yêu. Hãy coi như mình không có nợ nần nhau, và nên đối đãi nhau như hai người xa lạ. Rồi mai đây mỗi người đi mỗi ngã, xin trả lại cho nhau những ước nguyện chưa thành. Có gì đáng nhớ lưu giữ, làm gì cho thêm bẩn mà thôi. Chỉ có tôi, nhiều khi tôi muốn trở về trên bên Quỳnh Sang để tìm lại những gì em đẹp xưa cũ. Nhưng chợt nhớ ra nơi đó giờ đây không còn ai nữa, trở lại làm chi cho chua suốt khi tâm hồn. Không biết rồi đây trời phương ấy có xanh không, trăng phương đó sáng soi dùng biển rồng. Hai kể từ nay đổ nát điều tàn, khi kẻ đi rồi không trở lại chốn xưa. Thùy Dương, nạp để cho tôi giữ tròn đạo nghĩa. Một lần này cô và tôi sẽ ra đi, không bao giờ trở lại. Nếu anh ra đi đây là một cánh chim phiêu du giữa bên trời xa lạ, thì em còn lại đây như một pho tượng đá giữa hoàng cung trong lạnh u buồn. Tại sao trời nở bắt chia đôi ngã đôi đường? Tại sao chúng ta không còn những ngày thân hai cuộc? Mình đã hẹn hò nơi bên nước Quỳnh Sao, tay nắm tay nhau nhìn trăng đêm huyền diệu, lòng ru lòng trong nhà khúc khi tình ca. Chờ nửa đêm sương bạc trắng trời, hai đứa dắt tay nhau trở về qua lối nhỏ. Ngày ấy giờ đây không còn nữa, nàng nhắc mà làm gì cho hận tuổi thêm thôi. Mai một đây tôi sẽ đi rồi, chúc nàng được vui dậy đêm hôn lệ. Không sự thật mình không còn với nhau, thề đừng chúc chi nhau những lời cay đắng, hãy dỡ cho nhau những gì em thấm mà mình đã tạo ra từ thuở ban đầu. Dù anh có ra đi và em sẽ ở lại phương này, em mong sao mình đối xử với nhau cho đẹp một lần cuối cùng rồi vĩnh viễn xa nhau. Nửa đêm nay trời đỡ gió sang xuân, sao chợt nghe tâm tư buồn trong trái. Nếu năm nay mình không còn nhau nữa thì em có cần gì sống với một mùa xuân. Đêm đã khuya rồi, xin mời phu nhân hãy vào trong an nghỉ. Em vẫn yêu anh. Đừng, chung quanh đây có tai mắt của quan binh, xin phu nhân đừng để tôi lội đào. Nhưng em thôi, chúc phu nhân an giấc. Không hiểu sao y ta muốn quên, nhưng mà lòng vẫn nhớ. Hãy đỡ kia, Thạch Vũ đại dương, ông đến đây để làm gì? Ta kéo đại đạo Hải Khấu về đây để cướp lại người ta yêu. Các bổng thủy dương nàng thiên ở nơi nào, tôi không thể để cho ông tròn mong ước, ngoại trừ là ông bước qua xác chết của tôi. Đã một lần trên bến Quỳnh Sa, ngươi đã xia vô trợ giúp gã vàng dầu, rồi bây giờ ngươi ngăn cản ta nữa sao? Vì ở nơi đây tôi có bổn phận bảo vệ cho nàng. Bảo vệ giai nhân để chờ kẻ khác thành hôn. Thật không ai ngu dại như ngươi vậy. Nhưng tôi đã hứa, nghĩa là ta phải so gương. Được, hãy đỡ. Trời, Thạch Vũ, ông có sao không? Hình như một cánh tay ta sắp lìa khỏi xác thân. Thạch Vũ ơi, tôi vô cùng ân hận vì tôi đã lỡ một đường gương, hại thân ông thành kẻ tật nguyền. Biết làm sao để đền lại cho ông. Ta biết ngươi chỉ làm bổn phận, xét kỹ ra thì giữa chúng ta từ trước đến nay đâu có chuyện oán thù. Thành Vũ, tôi rất mong ông rộng lượng thứ tha. Đó chẳng qua là chuyện đau kiếp vô tình, mà kẻ theo đường võ nghiệp phải đành mang. Phải, đây là hậu quả của kẻ lao thân vào nghiệp do, và lỗi tại ta quyết tâm không từ bỏ, cứ chạy đuổi theo hư ánh tình yêu đến lạc nó sai đường. Đã làm thân chiến bại giữa tình trường, ta vẫn cứ dấn thân vào nguy hiểm, chẳng chịu thức thời tính ngộ hồi tâm. Để đến khi mang quả vào thân, chợt nhận biết lạc lầm thì đã muộn. Hạnh phúc ở trong tầm tay ta không hề nghĩ đến, cứ mãi đắm chìm trong áo mộng mịt mù xa. Ta làm ta vui lòng nhân lành, xin đừng ai bận lòng thắc mắc việc lỡ ta. Chỉ tội nghiệp Diệp Thúy Oanh, nàng yêu ta tha thiết đắm say. bỏ đời xuân nữ theo ta làm xuất viện. Vậy mà trước đây ta không hề nghĩ đến để cho nàng sầu hận sống cô đơn. Giờ gặp nhau chắc nàng sẽ tủi buồn vì thân ta đã quá ra tàn phế. Không, ta không thể để hẹn nhờ đến ai bảo vệ. Dầu chỉ có một tay nhưng đâu ai dễ tin đường. Thạch Vũ đại ca, trời, Thạch Vũ đại ca, trên tay của anh ai đã ghi thư tích cho đại ca? Cô nương, tôi nhà ngươi đã hại đại ca ta thì ta phải giết ngươi để trả thù. Quanh mũi, có ai gây thù danh đâu mà em đòi trả. Lỗi lầm này tất cả đều do anh. Và cánh tay này nếu có mất đi thì cũng là một bài học dạy ta ở đời. Đừng chạy đuổi theo đi ảo ảnh xa vời, đừng nghe ao ước đua đòi. Khi tình tuyệt vọng đơn phương, em muốn biết tại vì sao anh lại tráng ngăn em, không cho em giết gã này để trả thù cho anh. Tôi không biết nói sao cho cô nương hiểu rõ lòng. Nếu cô nương muốn trả thù tôi cũng đành buông gươm. Quanh mũi hãy nghe anh, chúng ta rời khỏi nơi này. Làm canh em giữa lưng trời, đi tìm lại một mùa xuân. Đại ca ơi, mùa xuân đã đến hay chưa? Sao thanh niên vẫn cô đơn bay giữa khung trời quang vắng? Nếu mai kia mùa xuân không đến thì cánh em sẽ về đâu khi gió lạnh đêm sâu? Mình đã sống chung nhau qua mấy độ xuân rồi, em đã cùng với đại ca xuôi ngược qua mấy miền sông nước đại dương. Em đã quên mình và quên cả tương lai, chỉ mong được cùng ai đời đời chung sống. Nhưng đại ca cứ mãi mơ theo một hình bóng đã đánh sâu trong cùng tầng của tâm hồn. Quý Quanh hiền vui, Ngu Huynh biết rõ lòng em lắm. Và hiện giờ đại ca tình mong, không mơ tưởng gì đến hình bóng xa xôi. Phải kể từ đây gạt bỏ chuyện xa vời đời chiến biển, chúng ta quay về Tùng Dương Bát Ngát, tiếp nối mộng giang hồ giữa nghĩa trời nước bao la. Chuyện qua rồi cứ để nó trôi qua, đừng nhắc nhở, đừng nhớ nhung thắc mắc. Chúng ta là đôi chim biển tung bay liền canh giữa không gian dệt bức tranh tình. Thuyền ra khơi tiệc khốn lễ linh đình trên sóng nước, ta hưởng tuần trăng mật. Ánh qua chút lập lè soi rõ mặt tất cả, chỉ còn tình chân thật của đôi ta. Có lẽ quân binh phát giác sự đột nhập của hai người, chúng tôi rời khỏi nơi này. Cảm ơn lòng tốt của áo vũ cơ hàng, và hẹn ngày chúng ta sẽ tái ngộ. Đi Quanh mũi. Thạch Vũ, tên cốt Thạch Vũ đâu rồi? Đồ đốc, đừng làm kinh động đến phu nhân. Gã sai kia, ngươi có quyền gì mà ngăn cách ta? Đây, gươm lệnh đang ở trong tay thì tôi toàn quyền nơi đây. Vậy đồ đốc hãy mau ra khỏi chỗ này. Gươm lệnh đó không còn quyền lực nữa, tất cả mọi người đòi thay đổi sứ quân, và chính họ đã chọn ta lên năm quyền. lớn, đừng dạy tiền vào khen cái chuyện người ta. Hết thảy ba quân tướng sĩ đã phục tùng một mình ngươi, chống lại sẽ nát thay. Nhưng tôi lãnh trách nhiệm bảo vệ phu nhân thì tôi phải lo tròn, nghĩa là dũng chết đó. Chuyện gì áo vũ cơ hàng? Đô đốc Đạo Xuyên cầm đầu suối ba quân tạo phản. Chúng ta phải làm sao đây? Phải rời khỏi nơi này, đợi công tử đâu về rồi sẽ liệu. Vậy thì đi ngay. Hoàng, phải để lại một dấu tích gì để báo nguy công tử biết chiếc áo công tử tặng tôi và chiếc khăn lụa hồng này. Phu nhân theo tôi đi hướng này để tránh quân phản loạn. Dân. Kìa, Giang Châu dẫn quân trở lại. Tất cả ai về chỗ nấy, im liền như chẳng có gì xảy ra, để đợi đúng thời cơ sẽ hành động nha. Áo Vũ Cơ Hàng, ủa đâu rồi kìa? Hiền Thái, các Mộng Thùy Dương cũng đi đâu mất rồi kìa. Áo khăn thôi rồi, nhưng vật ta trao tặng tận tay họ bỏ lại đây không thèm đón nhận, để rồi họ cướp đi nguồn thương yêu duy nhất mà ta chưa trao tặng nó bao giờ. Đó là tình yêu, là lẽ sống của cả đời. Ta không ngờ cả hai đều phản bội, bỏ ta lại một mình về nỗi quốc hận cô đơn. Tại sao họ không cút đi tất cả ngọc ngà châu báu hay ngôi vị sứ quân, và trả lại cho ta hình ảnh một giai nhân mà đã mấy năm qua ta thương nhớ âm thầm. Ồ, may quá công tử trở về thật là đúng lúc. Đồ đốc muốn nói gì? Tôi muốn nói là ở nơi đây vừa mới xảy ra biến loạn. Giang thành này suýt về tay của một gián sai. Công tử đã giao cho hắn được hai quyền cầm gươm lệnh, hắn liền nổi ý tham muốn đoạt cái ngôi vị sứ quân. Tên Hải Khấu hung tàn thật vũ được ăn kết xe, mãi sao tôi kịp thời phát cái giác được mưu gian. Công của tướng quân rồi đây ta sẽ thưởng ban đồng hậu, còn tôi của cá kia ta không thể thứ dưng. Dạ bây giờ công tử quyết định ra sao? Đồ đốc mau ra kiểm điểm quân binh, chỉ ra diện họ để tìm bằng áo Vũ Cơ Hàng và tên cướp biển. Tên cướp biển thì có lẽ công tử giết chẳng nương tay, còn tên kia là bạn hắn cướp người ta yêu thì ta phải giết hắn, giết tất cả. Quân sĩ theo ta. Quanh Mùi. Vũ ca, kìa sao anh lại buồn? Anh buồn vì nghĩ tội nghiệp cho em. Lúc thân thể anh còn nguyên vẹn thì anh lại vô tình hờ hững với em. Đến nay anh cụt mất cánh tay. Thì anh vẫn là người tráng sĩ hiên ngang mà em yêu. Tên Hải Khấu hung tàn thật vũ được ăn kết xe, mãi sao tôi kịp thời phát cái giác được mưu gian. Công của tướng quân rồi đây ta sẽ thưởng ban đồng hậu, còn tôi của cá kia ta không thể thứ dưng. Dạ bây giờ công tử quyết định ra sao? Đồ đốc mau ra kiểm điểm quân binh, chỉ ra gì bỏ để tìm mặc áo Vũ Cơ Hàng và tên cướp biển. Tên cướp biển thì có lẽ công tử giết chẳng nương tay, còn tên kia là bạn hắn cướp người ta yêu thì ta phải giết hắn, giết tất cả. Quân sĩ theo ta. Quanh Mùi. Vũ ca, kìa sao anh lại buồn? Anh buồn vì nghĩ tội nghiệp cho em. Lúc thân thể anh còn nguyên vẹn thì anh lại vô tình hờ hững với em. Đến nay anh cụt mất cánh tay. Thì anh vẫn là người tráng sĩ hiên ngang mà em hằng yêu ta biết, và chẳng quan tâm đến điều chi tiết xác một bên mà anh thử thờ bỏ quên. Giờ đây Vũ ca đã nhớ lại và đã quyết lòng yêu quý một mình em. Rời khỏi nơi đây ta xây tổ ấm gia đình ở Bắc Hải đảo bốn mùa tuyết băng. Nghĩa là đại ca muốn dừng bước giang hồ, ta bỏ nghề ăn cướp để hoàng. Dân, em chỉ cần được Vũ ca yêu em hết lòng, còn tất cả đều tùy ý đại ca định đoạt. Thôi, ta xuống thuyền đi Vũ ca. Kìa, em thấy không? Một vì sao rơi, nhưng sao đôi mắt đại ca như đồng u buồn. Vừa chợt thấy ánh sao rơi xuống, sau lòng anh lại linh cảm như đôi đứa ta rồi sẽ xa nhau. Trên nửa đoạn đường sau, vừa chợt tình cơn mơ đã tan vỡ mộng ban đầu. Anh sẽ trọn đời cô đơn, đối mặt với ta và em trọn kiếp lưu đài, vì hạnh phúc qua khỏi tầm. Chợt thấy não nùng như đổ vỡ trong tâm hồn, đang dần dần phát hiện lên. Vũ ca, Vũ ca ơi, anh đừng làm em sợ. Quanh muội ơi, vì cảm động trước tình em đã yêu anh chân thành tha thiết. Anh ao ước sao cho tình ta bất diệt bền vững với thời gian gián kiếp chẳng phai màu. Tuổi xuân qua không trở lại bao giờ, trước kia anh đã hững hờ lạnh nhạt, giờ yêu em anh bỗng sợ mất xa em. Dìu nhau vào giấc mơ tiên, đây là viên ước tùy nguyện từ đây. Trên trời gió quyện theo mây, ở đây ta nguyện đất xây mộng đời. Thôi mình xuống thuyền đi Vũ ca. Thưa phu nhân, đây là cách ta dòng nguy hiểm, xin phu nhân dừng chân tạm nghỉ cho qua đêm. Chúng ta hãy đi xa thêm nữa, tìm một hải đảo quang du, hoặc một vùng đất nào xa lạ để đôi ta suốt khi đời được khi sống bên nhau. Ân ái đôi trao để bù những ngày khổ đau. Ta đi đến nơi tuy tận sơn cùng, gian lao nguy hiểm không sợ. Chúng ta nối lại cung đàn đã một lần dở dang. Tình mạng đã tiến xuôi, tình ta trai lỡ làng. Phu nhân không coi cô phàng, mà lòng tôi thì vẫn yêu. Nhưng tôi không thể nào nào phản bội phụ lòng tin cậy của Giang Châu. Phu nhân cũng nên bảo toàn danh dự của người tiếp phụ cho rạng danh. Nghĩa là tôi là tên Quân Ngọc, xin chờ lĩnh phu nhân truyền dạy. Nếu có vậy thì ngươi hãy hát đi, hát bài ca nào buồn nhất, bài ca nào nói về một chuyến tình đẹp nhất của hai người yêu nhau mà không được sống gần nhau. Hãy hát lên đi. Tôi hát đây. Ngủ cho sai đêm này, ngủ đi em cho mộng mơ cũng theo về. Dù lời dù thiết tha, gió chẳng biết gì hơn nên không thể nên lên lời xuống hồn. Thì nhà ngươi hãy hát đi, hát bài ca nào buồn nhất, bài ca nào nói về một chuyện tình đẹp nhất. Hãy hát lên tiếng ru buồn nức nở như chính con tim nhà ngươi khóc lặng lẽ âm thầm. Chớ ta sợ bóng đêm nhiều yên lặng, nằm nghe tiếng gió buồn. nàng đã ngủ yên rồi. Thôi ta cũng lại gốc cây kia ngã lưng một chút. Tội nghiệp, đi một ngày đường mệt mỏi, vừa nằm xuống chàng đã ngủ say sưa. Đêm nay sương rơi nhiều quá, em đắp áo này để che lạnh cho anh. À, bố mẹ thật kìa công tử. Ta không ngờ hai người để phản bội ta. Không, Giang Châu, anh đã lầm. Phải, ta đã lầm nên định cưới một cô gái lăng loàn làm vợ, và đã tin một người bạn bội phản vong ân. Gạt gẫm ta và nén lúc ngoại tình với người ta trót yêu, sắp cử hành cuộc hôn nhân. Anh Giang Châu, xin anh hãy hiểu cho tôi, chỉ đóng vai một tên quân hầu nghe lệnh dạy cúi đầu theo bảo vệ phu nhân. Thật ta có ngờ đâu cả hai đều đối giá thay lòng, phản bội lại lời nguyện mà ta đã gửi trao. Ngài đừng trách chi ai, chính tôi mới đáng bị gia hình thì tất cả tôi tình do tôi đã gây nên. Nàng đã can đảm nhận tội thì ta phải giết nàng, nhưng không, nàng không thể chết, vì nàng chết rồi ta sống vai đây. Anh Giang Châu, còn đổi với nhà ngươi, ta dành cho một hình phạt xứng đáng. Quân sĩ, đổi chân tay áo vũ cơ hà, bỏ xuống chiếc thuyền con và đẩy ra ngoài biển cả. Trời, công tử đừng! Quân sĩ, nghĩ lên áo vũ cơ hà. Giang Châu, ông tàn nhẫn lắm mà. Áo vũ cơ hà ơi! Kìa đại huynh, tẩu tẩu, anh chị ở đây, còn áo vũ cơ hà ở đâu rồi? Chàng đã ra đi và không bao giờ trở lại. Hả? Chàng đi đâu? Anh cô đã bắt chàng phải chịu một cực hình, mà có lẽ chàng đã chết giữa lòng biển cả. Trời, chàng đã chết. Đại huynh, sao anh lại đành tâm giết chết áo vũ cơ hà, khiến lòng mà em đau đớn muôn vàn. Từ đây mộng dở dang rồi, em mới còn lại nỗi cô đơn. Chàng đã ngộ bình yên giữa lòng đại dương xanh, chàng đi đi mãi không về, biết ai sâu hơn ai. Ôi kỷ niệm của ngày xanh giờ đây cũng chôn vùi, cho thương nhớ một đời, một khi đời người khổ đau. Ta là ta giết nó đi để không quá hận thêm nhiều. Một thằng bạn thâm tình đã mất rồi lương tri. Áo vũ cơ hà, chúng ta hãy trở lại Giang Thành. Còn trở về đó để làm gì? Giang Thành giờ đây đã đổi chủ thay ngôi, ta được mọi người tôn lên làm sứ quân thay cho chồng Tô Ngã. Đồ đốc Bạch Đạo Xuyên, đừng hỗn lao. Biết đều thì trao quân lệnh và ẩn tính lại cho ta, bằng không người sẽ chết. Nếu chết để bảo vệ quyền hạn của một vị sứ quân thì ta cũng không bao giờ ân hận. Hãy thuốc không ra, đừng để ta định phân thắng bại. Đừng mong gì ta trao tính của Tiên Dương, người quá ngâm buồn nghĩ mới còn giữ giọng nói kiêu căng. Sự thật thì dầu cho ba đầu sáu tay cũng không thể nào vượt thoát khỏi nơi đây. Khổ kiếp, các tướng sĩ bao vây, đừng cho chạy thoát. Quá, dừng tay lại, đừng hại kẻ đấy cô. Anh Vũ, tên cướp biển và gã bên bạc kia, đừng xem vào việc riêng của ta. Việc bảo Cừ Giang là việc chung của thiên hạ. À, như vậy thì các người tới số rồi đó. À, rồi giấc mộng đồ dương. Cảm ơn nhị vị đã kịp thời giải cứu, không có chi. Vũ ca ơi, quanh mũi tên khốn nạn nào xuyên buộc sức tàn mong ám hại thành chủ và dịp thi quanh hương trọn đường cương ác nghiệt. Vũ ca, Vũ ca ơi, điều linh cảm của Vũ ca đã biến thành sự thật rồi đây. Đời mang kiếp. Dân, anh nói đây nói lời chân thành không bao giờ thay đổi. Dầu lát nữa đây em quá ra người thiên cổ ru giấc ngủ ngàn thu trong đáy mồ buồn. Anh đã yêu em, sao em dội lên cõi trần? Từ đây anh đành trơ trọi một bóng một hình xa lánh cả thế nhân. Anh sẽ chôn em ở miền tuyết trắng quanh năm và anh sẽ là tên giữ mộ. Đêm vắng lặng anh ngồi hát ru em ngủ, thề ở bên em cho mãn kiếp ba trọn đời. Vũ ca, Vũ ca ơi, em yên lòng nhắm mắt. Quanh mùi, quanh mùi, xin thành thật chia buồn cùng Thạch Vũ đại dương. Còn tôi, bổn phận đã xong rồi, giờ xin giả biệt. Khoan đã, công tử Giang Châu nên cảm tạ người quân tử anh hùng và giải quyết cho xong những chuyện hiểu lầm, chuyện tình cảm trái ngang yêu đương lộn xộn. Thạch Vũ đại ca đừng bới tới ra chi, để tôi đi thì mọi việc đều êm đẹp. Tôi nhớ chưa quen với người bao mặt thì làm sao có dính liễu lồi thôi. Người bao mặt kia chính là một người bạn đã nhiều lần cứu ông thoát nạn, nhưng trái lại người được ông đền trả bằng cách đối xử bạo tàn và cướp đoạt người yêu. Đó chính là trang sĩ Ao Vũ Cơ Hàng, người yêu cũ của nàng Trác Mộng Thùy Dương. Và ông đã cậy quyền quy thế lực của Tiền, làm cho họ gian dở mối tình đầu tiên. Có thật như thế không Thạch Vũ? Ta nói dối với công tử thì có lợi gì cho ta? Trời ơi, tôi đã mù quáng si mê nên mới gây ra những điều tội lỗi. Và để tỏ lòng ăn năn cài hối mối duyên xưa, tôi xin giao trả lại hai người. Tôi là kẻ đến sau đánh cam làm một kẻ thừa. Còn tình yêu anh còn đó, tấm thân nàng cũng chưa chút bận nhân. Hôn lễ sắp cử hành, đời sẽ đẹp như mơ, và nàng sẽ mang đến cho anh nhiều hạnh phúc. Chỗ nòng pháo đỏ chỉ đỡ ràng đêm qua chút mà hạnh phúc tình yêu chỉ thuộc ở linh hồn. Giải quyết như vậy thật là hợp lý, xin có lời khen công tử đã xứng mặt anh hùng. Cảm ơn công tử của lòng độ lượng, xứng đáng là người quân tử trưởng phu. Buồn thì có lẽ không sao tránh khỏi, nhưng anh em mình đành phải cố mà quên. Trời bày ra có cuộc nợ duyên, còn cố tạo ra chi nhiều ngang trái. Người vui sống một kẻ buồn đau tê tái, lao thân vào nguồn ân bể ái là dĩ nhiên phải chấp nhận nỗi thương sầu. Đó chẳng qua tạo quá khéo cơ cầu, nhưng nhờ phương của thời gian cũng màu nhiệm. Hãy quên chuyện cũ đầu gian vợ. Cảm ơn Giang Châu công tử đã đối xử nhau bằng đức độ anh hùng. Thạch Vũ đại ca định đâu vậy? Ta chào giả biệt tất cả mọi người để đem xác Thúy Oanh xuôi thuyền về bến là an táng nàng nơi đảo quan. Thủy chung giữ vẹn trọn đời đơn côi, dừng bước phiêu lưu ta làm lại cuộc đời. Tìm nẻo hoàng lương xăm mối tội lỗi tay đời. Xin chúc đại ca được tròn ước vọng, mong được thấy đời sáng đẹp nẻo tương lai. Và cũng thành mong sau này sẽ tao ngộ, buổi tương cùng đẹp đẽ hơn dài dài. Chúng tôi cũng xin phép giả từ hẹn sẽ cùng nhau một buổi khác đẹp trời. Từng cánh điệp bay trong gió như nhạc cho lòng mộng ấy. Để nói em nghe câu chuyện về tình yêu trong lứa tuổi học trò. Vì anh đã thương em thầm lặng từ lúc bãi trường, rồi hai đứa hai nơi. Em thì vào đổi lớp học thêm, anh nghèo túng lo đi làm nuôi mẹ. Kể từ đó anh không còn biết thấy em nên chờ đợi trước cổng trường mong gặp nhau giây lát. Em đến cổng trường anh đến sở, đi về một lượt hai đường riêng. Nếu anh bỏ sợ em thôi học, mới còn mong gặp để an duyên. Từ giả với người bạn học trò mà anh mến anh thương, ân hận kia dằn vặt mãi con tim thằng học trò cũ đã dở dang đường học vấn. Hiện giờ đây anh thành người ngoài cuộc, đứng bên lề mơ ước chuyện đời xưa. cùng học chung thầy. Tuổi trẻ tôi ấy em chỉ còn biết lo đèn sách dồi mài. Anh nên nhắc chuyện nghệ dòng đánh đau, hay giúp đỡ nhau những bài học khó khăn. Đối với em đó là nghĩa là ơn, là tình cảm không bao giờ phai lạ. Hãy dành nhớ thương cho những gì cao đẹp mà hai ta đã học được ở nhà trường. Mùi mực học trò còn giấy áo, hồn thơ bị vướng bụi rồi chẳng. Bận khuân mơ mộng điều mấy gió, anh bước vội vàng hơn tuổi xuân. Nói tuổi xuân vẫn còn không đủ nghĩa, bằng hai tiếng thơ ngây chưa học chữ làm người. Từ cổng trường ra anh vội vã bước vào đời, chân cặp cỡn mắt còn ngờ nghệch, sao lại để lòng nghĩ tới chuyện tình yêu. Tuổi chúng ta trong sáng tỏ mây thu, đừng để gỡ bụi đời nhớ bần. Hãy nhìn lên trời cao đất rộng, và nghiêng tai nghe tiếng súng xa kèo. Anh nghe rồi chuyện rung mặt đất, một niềm thương ray rứt dâng lên. Tình yêu anh dù còn dù mất, phải nằm trong mũi đạn đường tên. Đó mới là tình yêu thanh cao tinh khiết, đang mở đầu nhen nhóm vừa tuổi thơ. Mọi ước mơ chỉ là ảo tưởng, nếu để tâm hồn dài dòng diễn dông. Đường mênh mông mặt đất cũng mênh mông, chứ không hẹp như hồng đường để ngõ. Cuộc đời ta như Trường Sơn Nam Hải, chứ không phải phất phơ như tà áo học trò. Em là mây trắng mùa thu, anh đi vào lớp bụi mù đang bay. Cổng trường rẽ lối chia hai, dành thương cho quãng đường dài anh đi. Chết rồi, chạy chạy bảo vệ cho tàu bơ chứ tướng. Thôi khoen này đã hết ca rồi, hết quân, hết tướng, hết hậu ông tiền hô, hết kim bào sa mã. Tất cả đã tiêu tan vì lửa đỏ, đã chìm sâu dưới đáy Trường Giang. Còn lại mình tao đây vượt suối băng ngàn, về hứa đô với cõi lòng quốc hận. Lao lệ đưa mắt nhìn về Tam Giang khẩu, một dải Trường Giang khói lửa mịt mờ. Kia kia thiên cô quân sĩ đông ngang ngô đi gạo theo. Họ đang lùng kiếm một Tào Tháo trong chui trong nhủi để bắt về nạp cho Chu Công Cẩn mộ mật Ngoi Giang. Mới đêm qua Tháo còn quay vẽ trong mảnh chiên bào trước bao quân tinh kỳ phất phới. Giờ đây mũ mãn không còn, chiên bào rách nát râu ria đã cháy sạch trơn. Nếu soi bóng lại trong gương thì Tháo cũng không còn nhìn rằng Tháo nữa. Xuất thân là một bạch diện thư sinh, Tháo được nổi danh nhờ dẹp loạn quỳnh cân của Chương Giác, dục phá Viên Thiệu, Bình Viên Thuật, quy danh của tao. Từ đây được nghe giảng luận nhưng ngợi ơi hôm nay tao đau tao đớn, tao khổ tao nhục tao nghẹn. Căm giảng hùng binh phân nửa bị tiêu vì lửa đỏ, phân nửa là màu cho cá sấu Trường Giang. Nhớ ngày xưa mỗi lần tháo ca khúc Khải Hoàng về kinh quyết, thiên tử còn phải ra khỏi hoàng thành nghinh tiết. Ôi quy danh cũ gì thua chẳng phải tai nhòa, giờ đang đói lạ năm con cô còn không có. Giang đầu mơ màng Mỹ Tứ Quỳnh Quang, với quy thế của đoàn quân Bách Thắng, quyết khoen này làm cỏ đất Giang Đông. Trước ba quân ta đảm quyết Ngô Tôn quyền, bắt Chu Công Tần đem về mà trị tội. Rồi sau đó bắt Nhĩ Kiều Tuyệt Sắc đem về đài Đồng Tước trên bên sông Chương, để cùng tháo ngày đêm vui hưởng cái xuân vàng. Chắc chắn tao sẽ tẻ đi 30 tuổi khi kề cận bên giấc Ngọc Giang. Tao đã cho trang trí Đồng Tước xuân đẹp quý hoàng hơn cung của thiên tử, tuyển chọn hơn 300 mỹ nữ đẹp hầu hạ gia nhân. Nhưng chỉ một ngọn gió đông đã quét sạch cả ước mơ lẫn công trình của tháo bao năm gầy dựng. Ôi đông không bất giữ Chu Lan tiện, Đồng Tước xuân không tòa nghiêng kêu. Để nó dùng quả công mà đốt cho sạch Bắc Xuôi Tùng. Vậy mà tháo nào hai nào biết, tôi cầm chắc 100% thắng trận trong tay. Trong một đêm trăng vàng bản lãng, tao cầm ngang ngọn giáo đứng trước mũi thuyền cao hứng ngâm câu minh nguyệt tinh hy ô thước Nam Phi, để thỏa tất lòng kiêu hành. Men dù đêm vui chưa tan biến, thì Công Tần đã dùng quả công đốt rụi cả tiếng thuyền. Tiếng trống rền loa thét, quân reo lẫn tiếng khóc than rền rĩ là tháo hồn phi phách tán. Nếu không nhờ một tận tướng bồng tháo chạy đi thì tháo đã chết dưới sông Sôi. Lọt khỏi Tùng Dây tháo mừng hết nước, nào ngờ chạy tới Hạ Bì bị trướng quý cướp lương ráo tội. Lén về hướng quê Dung Đạo gặp quan dân Trường đòi xin thủ cấp. May mà tháo lanh mồm lanh miệng kể lễ nào là tam nhật tiểu yến, thất nhật đại yến, nào nó là tiết tông lành nó lẻo. Tháo nghi dân tặng chiếc cầm bào, quan dân Trường động lòng nhân nghĩa làm ngơ cho tháo thoát tuổi sổ lòng. Ôi ngày xuất chinh tướng như rồng binh như mãnh hổ, ngày về con lái dài trăm tên quân què hoặc làm tháo bé bàn tuổi nhục như thế này. Ngày xưa Trương Chi sống cô đơn lênh đênh với con đò giữa dòng sông sâu, giữa dòng sông sâu cách qua nơi đây mấy kẻ hay. Cuộc đời anh nghệ sĩ dòng tiêu ngàn sầu, ngày tháng trôi đi như vô tương, ngờ đâu cũng cắm mì nương từng đêm nghe cũng tiêu ta tìm thanh thâu như rót vào tìm bao nhiêu nỗi buồn vô bờ. Thấy đời vơ vơ, thấy đời vơ vơ, nhớ thương cùng tiêu nức nở kia từ dòng sông lạnh lẽo vọng lên lầu và vì quá thương con nên cha nương truyền cho quân lính tìm gặp Trương Chi trên sông kia, đem đến bên cùng cho mắt mì nương trông thấy mặt. Người nàng thương chỉ muốn gợi nỗi niềm riêng cho nắng mây xa, cho dần trăng sáng. Không ngờ khúc nhạc kia vọng đến cung son khiến cho tiểu thơ buồn tám dập đầu, xin ơn tên ta tứ tội vô tình. Người đấy là kẻ từng đêm trong sông sâu trỗi vuốt nhạc buồn dân, tôi là kẻ nghèo nàng cô độc một con thuyền tối vã thì giữa sông trăng. Chỉ có khúc tiêu sầu bầu bạn gửi gắm tâm tình cho bãi gió gần trăng. Đâu ngờ rằng tiếng túc bi thương vang vọng đến nhà vàng, làm não lòng người thuê cát. Người biết không, tờ một đêm trăng ngậm mái tây lầu, ta chợt nghe khúc tiêu sầu từ sông xa thoáng thoảng. Từ đêm đó lát ngọc nhà vàng như buồn quang vắng, những điệu nhạc kêu xa chỉ làm cho ta thêm nhàm chán. Nhưng lụa thước ta không làm ấm được thân nàng, như gió chờ trăng đêm từng đêm ta mong đợi tiếng tiêu sầu. Người có biết tại vì ai mà ta giàu ngơ ra ngẩn, tại vì ai mà nỗi u hoài đem vào giấc mộng giữa đêm xuân. Dạ kẻ hèn này muôn vàng đắp tôi, ta không cho tìm đến nơi này để bắt tội người đâu. Hãy đến gần đấy, ngước lên cho ta nhìn tan mặt, cho lòng ta vơi bớt nỗi thương thương. Nhưng Trương Chi xấu xa hơn người hỡi mị nương ơi, nên thương yêu bỗng thành mây khói biến tàn đi rồi. Hãy đi 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 thật xa, đừng bao giờ cho ta thấy mặt người đã giết hồn ta bằng tiếng tiêu sầu thê thiết. Rồi giờ đây với gương mặt xấu xa kinh khiếp, người đã giết đi bao nhiêu mơ ước ở trong lòng. Đừng bao giờ gặp mặt để đêm đêm ta còn chờ đợi khúc tiêu buồn, để ta còn giữ nguyên vẹn trong lòng những hình ảnh đẹp, để ta còn chờ đợi gặp người dù trong mộng mà tôi. Còn bây giờ người hãy đi đi, dừng tôi sẽ đi vào núi tầm rừng sâu che dấu gương mặt sâu xa kinh khiếp, để cho tiếng tiêu não nồng tê thiết đêm đêm không còn vang vọng đến lâu dài. Gương mặt của Trương Chi Tôn ta kinh khiếp đã làm tan biến giấc mơ vàng trong lòng của Mỹ. Từ đó đêm đêm nàng không còn chờ đợi tiếng tiêu buồn, và theo ngày tháng chuyện xưa dần quên làng. Còn Trương Chi này suốt đời không quên được, dù đã tìm vào núi thẳm rừng sâu. Hỡi khúc tiêu sầu sao mi vang vọng đến lầu cao, sao mi dẫn đường cho ta đến cùng người mà không bôi xóa được gương mặt xấu xa tinh khiết, để trọn đời ta ôm một mối hận lòng. Trương Chi ơi, xót xa cho người vợ mộng chi đâu, anh viên sinh xác nằm lay lấp trong chốn rừng sâu mà không vùi cho được cõi ô tình. Tuổi thân Trương Chi số vô duyên, tim anh chết đi rồi kết thành ngọc cho kết thành ngọc biết tin đầu thương ấy mỹ nương liền tìm viên ngọc quý tiền chung dùng trà.